có 3 cái sản phẩm mà Khang Binh đang bán thanh lý rút ra cho khách hàng cách đây ít hôm ấy, bao gồm một quả súp SR4718ACG2 để đây bán rồi, một con vang số AAB model 9925 mã cũng bán rồi, để kia kìa, và một con đẩy cũng của AAB model P2800, con đẩy đấy thì còn đấy. Tiếp theo ngày hôm nay một cái sản phẩm kế tiếp, và tất cả những cái món đồ trên Khang Binh hoàn toàn không liên quan gì hết đến đổi cát, 100% các bác quý anh em mua sắm trả tiền không thiếu 1.000, và những cái sản phẩm Khang Binh đăng tải là để bán ra giúp khách hàng thôi, cho nên mọi người có nhu cầu và mua những cái sản phẩm đã sử dụng qua ở Việt Nam giá tốt vui lòng liên hệ. Và ngày hôm nay những cái giây phút đây chúng ta cùng xem một sản phẩm của Made in Giao Bằng. Rồi, Khang Minh xin kính chào toàn thể các bác, toàn thể quý anh em. Omni Acuphase Pro 10 Made in Japan. Cái con này Khang Minh bán hàng thanh lý cho bác Dũng trên Sơn Động, Bắc Giang. Cách đây ít hôm, bác Dũng mua ủng hộ Khang Minh con Crown 5000 VZ để bác đánh cho cái dàn loa 4733X ấy, mà Khang Minh lắp đặt setup năm ngoái. Trị giá tài chính tầm trên dưới 300 triệu, toàn bộ Crown mixer, crossover, rồi thì cặp súp 4718X. Micro Sennheiser SKM5000. Bác Dũng gửi cho Khang Minh con này và bảo Khang Minh là đang bán giúp. Thì những cái sản phẩm mà thỉnh thoảng Khang Minh bán hàng thanh lý cho khách ấy, hoàn toàn không liên quan gì đến đổi các hết. Khang Minh làm không giống người khác, 100% các bác quý anh em mua sắm những cái sản phẩm mà trên Khang Minh mọi người giả tiền không thiếu 1.000 nào, đó là Khang Minh bán và mọi người thay đổi. Cái con này trước bác Dũng video Khang Minh lên cách đây ít hôm ấy, bác Dũng vẫn sử dụng từ năm ngoái tới giờ cái con này để bác đánh cho cặp 4733X và nó yếu. Thì vừa rồi Khang Minh về được các con tiếp theo Crown 5000 VZ, 5002 VZ. Bác Dũng mua ủng hộ thêm một con để bác đánh cho cặp 4733X đó. Và con Crown 3600 thì bác Dũng đánh cho cặp súp 4718X. Đấy, Khang Minh quay sơ qua Acuphase Pro 10. Cái giá thị trường của cái con âm ly, con cục đẩy này nó khoảng hai mấy, dưới 30 triệu. Thì bán hàng mọi người dùng rồi thì rất là tốt. Khang Minh sẽ bán giúp bác Dũng nếu như các bác quý anh em nào có nhu cầu nhá. Đấy, quay chi tiết mặt máy này, nguyên bản zin và đẹp xuất sắc, Made in Japan. Acuphase thì nó của một cái thương hiệu dành cho cái đồ nghe nhạc, đồ high-end, nhưng mà nó sản xuất mấy cái model dành cho loa chuyên nghiệp, loa sân khấu này kia này thì cũng khá là ít có trên thị trường, và cũng một số các bác quý anh em cũng chơi, nhưng mà cái công suất của nó thì không mạnh, không thể mạnh bằng Crown xó sát được. Đấy, trên mặt máy này, tên này Acuphase, và input output này kia nó hướng dẫn kết nối điện đóm quạt vân vân. Rồi, mọi người quan tâm vui lòng liên hệ Khang Minh nhá, hoặc là inbox Zalo. Nhanh ngắn gọn như vậy thôi, bởi vì rất là vội Tết rồi. Số điện thoại địa chỉ Khang Minh đây. Chào thân ái và hẹn gặp lại các bác quý anh em ở những video tương tự kế tiếp lần sau.